đây là một vài phong cảnh của California khi đáp xe đầu hoàng từ Lipton Sài Gòn trở về lại San Jose. Trên đường đi thấy những cánh đồng rất đẹp và ngược lại có những đồi núi trọc, toàn cỏ không thấy cây, nhưng phong cảnh rất đẹp. Từ Lipton Sài Gòn trở về San Jose, xe đò chạy với vận tốc 70 mai một giờ, tức là hơn 110 cây số một giờ, và rất là thoải mái. 6 tiếng đồng hồ mà mình không cần phải lái xe, trả 40 đô. Ở trên là bầu trời xanh với những cánh đồng cỏ. Khu này thì cánh đồng cỏ nhưng mà có những khu, có những vườn cây, trái cây màu xanh rất đẹp. Ở bên kia đường là, bên kia là cái đường I-5 từ Bắc trở về Nam. Đường I-5 tụi này đang đi là từ Nam đến Bắc nước Mỹ. Bây giờ xe đang chạy lên đồi, băng ngang những cái, cắt ngang những cái đồi núi. Đằng kia cho có lẽ là sẽ bắt đầu xuống dốc, xuống đồi. Xe đò đã qua mặt xe truck. Thôi xin dừng lại đây. Nếu có dịp mời các anh chị đi xe đò hoàng. Oh wow. Rồi goodbye, sayo, sayo.